Bao nhiêu lời hứa hẹn gì cũng vô ích nếu như ta không có phước phận. Thí dụ như vị sống trong cuộc đời này, vị gặp một người nào đó cho vị cơ hội, kêu vị cố gắng lên, vị sẽ được cái đó, được cái đó, được cái đó. Cố gắng làm việc này, cố gắng làm việc này, cố gắng làm việc này đi, sẽ được cái đó, được cái đó, được cái đó. Bao nhiêu lời hứa hẹn đó, nếu như thật sự bạn không có phước phần, dù có cho bạn cái gì bạn cũng không bao giờ nhận được. Nên mỗi một người chúng ta nghe đạo thì phải nhớ, chính lương tâm của mình phải làm thiện, làm tốt, chứ không phải vì cái vật chất người ta hứa hẹn với mình mà người ta sai khiến mình phải làm cái này làm cái kia để có vật chất đó. Chưa chắc mình có phước phần đó đâu. Hãy làm tặng lương tâm của mình. Khi làm một việc thiện, việc tốt gì, ai hứa hẹn với mình, mình đều nói cái câu: không sao, con đã hiểu được nguyên lý này, con sẽ cố gắng làm, sẽ làm tặng đáy lòng, không phải vì việc đó, không phải vì việc đó, nhưng bạn sẽ có tất cả những việc đó. Vì sao? Vì bạn có phước phận. Nếu như bạn vì những lần hứa hẹn mà người ta điều chỉnh bạn và sai khiến bạn, bạn hoàn toàn thất bại. Nên đối với anh em trong chùa, những đức chưa bao giờ nói cái chuyện hứa hẹn với mấy anh em cái gì, chỉ có cái sống hàng ngày chân thật tặng đáy lòng. Nếu có cái hứa hẹn thì đây là có cái dụng ý để xây khiến mình, để mình phải làm việc cho họ. Nên chúng ta hãy làm tặng đáy lòng mình những việc thiện, việc tốt. Có phước thì có phận, không cần nó cũng có. Thời của Đức Phật còn tại thế, có một ông vua này chưa kính tin Tam Bảo, nhưng vợ vua và công chúa thì rất kính tin Tam Bảo. Đến nghe Đức Phật thuyết pháp, về lại hoàng cung thì vua cha lúc nào cũng nói câu nói rằng: đây, vàng bạc châu báu của cải, cuộc sống của mẹ con bà con hoàn toàn là ta ban cho. Thì cô công chúa đứng lên nói: bạch vua cha, không phải cha ban cho con, mà đây là phước phần của con. Người cha làm vua tức: ta cho con rõ ràng, vì sao không phải ta cho con? Nếu con nói vậy được rồi, ta sẽ gả con cho một chàng trai cực kỳ nghèo, thiết là nghèo, thử coi phước phần của con như thế nào. Thì gả con gái là công chúa cho một chàng trai rất nghèo, nghèo lắm. Thì vợ chồng sống với nhau cũng hạnh phúc, tuy đạm bạc mà hạnh phúc. Tại vì ta học Phật, ta học Phật nên đạm bạc mà hạnh phúc. Biết đủ để thường vui, biết chưa? Thì quý vị biết á, vợ chồng cái sống ngày tháng bình thường, không có trở về hoàng cung. Vì khi mà gả thì bây giờ nghèo quá, tiền bạc đâu mà đi về hoàng cung. Với thêm công chúa học Phật, công chúa tin nhân quả, thà tự mình làm kiếm ăn, không có dựa vào, dẫm dựa vào vua cha làm gì. Học Phật rồi hiểu nguyên lý này, cứ chân thật làm, sống với ngày tháng đạm bạc bình thường, thì tự nhiên cái nhà nó bị sập. Nghèo mà nhà còn sập. Thì giờ nhà sập thì phải đốn cây để cắt nhà. Thì đốn cây xong phải đào trụ để mà cắt nhà. Thì vì biết đào ngay chân vô cái mảnh đất ở nhà, cái tự nhiên ngay cái mảnh đất trong nhà, vàng bạc ở đâu mà chôn dưới quá trời chứ. Đi coi, không biết ông bà tổ tiên đời cố lỷ nào chôn để dưới đó sẵn. Thì đào lên thì vàng quá trời luôn, đùng cái công chúa cực kỳ giàu luôn. Khi giàu thiệt giàu trở về hoàng cung, lúc giàu thiệt giàu mới trở về hoàng cung, kẻ hầu người hạ xe đưa đón trở về hoàng cung. Vua cha kinh ngạc quá: ủa sao hai vợ chồng nó nghèo dữ lắm rồi sao giờ nó giàu dữ cái chạng? Hỏi công chúa: con làm ăn cái gì mà con giàu có dữ cái con? Nói: dạ, vợ chồng của con làm ruộng thôi, sao mà giàu.
tự nhiên sao nhà sập. Ủa trời, nhà sập có sao không con? Không. Rồi cuối cùng các nhà thì đào cái móng nhà để cắt, thì đào lên vàng bạc ở dưới sàn nhà quá nhiều. Lúc đó người cha nói rõ ràng, nó có phước thì nó có phần. Thấy chưa? Rất xác thực, thấy chưa? Nên đừng bao giờ nói ai ban cho ai nếu như bạn thật sự không có phước. Dù người ta có ban cho bạn, bạn cũng không cầm được nếu bạn không có phước. Dựa ai cũng không bằng dựa vào bản lãnh của chính mình. Hãy thật sự phát khả năng bản lãnh của mình đi. Dù cha mẹ có giàu sang, phước của bạn chỉ là một cái ly. Cha mẹ của bạn thì phước bằng cái lu. Dù có giữ nguyên một cái lu để đổ nước qua cái ly thì cũng vô ích. Thì nước đó chỉ giữ được bằng cái ly, thì làm sao bạn hưởng được cái lu nước. Nên chúng ta có thể nói chúng sanh, tôi tặng cho họ để gây cái ăn tình, tôi giúp họ để gây ăn tình, tôi lo cho quý vị để gây một cái ăn tình, để chúng ta biết tôn trọng cảm ơn nhau để mà tu hành. Nguyên lý này thì chúng ta thể hiện kính tinh và tôn trọng biết ơn. Tất cả những cái này đều là giả hết, nhưng phải làm để hiện tướng độ sanh thôi. Chứ thật sự 100% giáo pháp của Phật dạy chắc chắn với quý vị, nếu như trong mạng quý vị không có phước, có đưa chén cơm cho bạn ăn, tức khắc ói cơm ra mà chết, không bao giờ ăn cơm được nếu bạn thật sự không có phước. Nên trong nhân quả ba đời dạy rằng một miếng cơm một miếng nước đều do từ bạn tạo ra mà có, từ tạo ra mà có. Nếu như bạn không có phước phần này, đưa chén cơm cho bạn ăn vừa cầm có người giật. Thời Đức Phật còn tại thế rất rõ ràng, người này chứng quả nhưng đi khắc thực không bao giờ có một cái gì hết, không ai cho, gọi là ôm bình bát không. Các sư huynh tội nghiệp quá, đi khắc thực đồ này kia đem đồ ăn về cho sư đệ, một là đi giữa đường bị người giật, hai là bị rớt đổ, không bao giờ cầm cái gì về được. Cuối cùng gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy phải tự tu phước lại, phải tự tạo phước lại. Thì Đức Phật mới chỉ phương pháp để tu phước. Kính tinh tam bảo, nhiệt tình phát tâm tu phước duyên. Khi tu phước duyên thì tức khắc đi khắc thực có người cho. Bạn tin 100% đi, như vậy thì cuộc đời của bạn nhất định không bao giờ cái chuyện bạn sẽ tự phí phạm phước báo. Vì phước của mình có xài cái của ai đâu mà mình đi tùy tiện phí phạm phước báo của mình. Dù người ta có ban tặng cho mình cũng là phước pháo báo của mình. Đừng bao giờ nói rằng của người ta mà mình phí phạm. Bậy. Mình nói của người ta mà mình phí phạm là mình dại khờ, là mình đang hủy diệt phước báo của mình. Phước báo của mình chứ của người ta gì. Như trong chùa đi xe cộ hay bất cứ một phương tiện gì đều kỹ, như của ruột của mình, không bao giờ dám phí phạm. Từ một bộ đồ, từ một chiếc áo, từ một cái quần, bạn cũng phải đàng hoàng kỹ lưỡng, không được phí phạm. Vì sao? Vì tất cả những việc này mình đều xài phước của mình. Nên chúng ta phải thật sự kỹ lưỡng để tạo ra phước duyên. Là có phước phải cho người ta xài, vì cho người ta xài mình mới độ được người ta, phước báo mình càng tăng lên, lớn 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 lên 100%. Nên những đức nói thật với quý vị, nếu lo cho người ta, những đức sẽ không bao giờ tiếc rẻ. Nếu cho người ta ăn, những đức sẽ không bao giờ một cái gì mà tiếc cả. Tại vì sao? Những đức xác định cuộc đời những đức đến cái cõi này, và những đức sống tới ngày chết, duyên những đức kết chúng sanh cực kỳ rộng. Để mình về cực lạc, mình trở lại còn nhiều chúng sanh mà mình được độ. Nếu như mình đi đến đây mình không có duyên gì hết, sao độ sanh? Nên chúng ta phải thật sự kết duyên với chúng sanh bằng gương mặt gì? Vui vẻ. Đấy. Vui vẻ. Nên tặng cho đại chúng ha. Chủ nhật thì tặng cho công chúng.
bên ngoài vô tu. Món quà này đơn giản, nhẹ nhàng mà ngon lành đó nghe, mà đẹp. Mà cái quạt này cũng hơi hơi giống trái tim nữa. Không? Ý nói là thương chúng sanh bằng cả trái chim. Chưa? Thương chúng sanh bằng cả trái chim. Hồi nãy qua là ghé ngoài cổng chùa, ngoài đó là một ngôi chùa. Thì bây giờ để cho cụ tu đi chứ nó ổn định đạo tràng, nên ghé tặng cái cụ ngoài đó rồi. Cụ nào cụ nấy vui lắm, rồi chạy vô đây. Rồi ngày mai qua bên đạo tràng ba tặng. Rồi ngày mai tặng bên hộ pháp. Rồi chủ nhật tặng cho Phật tử. Những câu đây cũng quý vị, quý vị đang vui cũng niệm A Di Đà Phật, quý vị đang buồn cũng niệm A Di Đà Phật. Quý vị thấy vì sao những đức thường vui vẻ hay không? Đó chính là nhờ đi đứng nằm ngồi, những đức thường hay niệm A Di Đà Phật, những đức thường hay chia sẻ. Quý vị thường vui thì không có buồn, quý vị thường buồn thì không có vui. Sống vui hay sống khổ thì cũng phải sống. Cuộc đời người giàu sang hay nghèo hèn thì cũng phải sống. Những đức khuyên tất cả Phật tử biết chấp nhận mọi hoàn cảnh để rồi sống thật vui, nghe pháp niệm Phật mỗi ngày. Đó chính là ý nghĩa nhất của đời người. Bạn làm ăn chặt vuột, tiền đến trước mắt không cầm được. Bạn thường chán nản, âu sầu, khổ tâm. Bạn đã từng tạo nghiệp phá thai, chắc có lẽ bạn đang tìm cách hóa giải để cuộc sống mình tốt đẹp hơn. Các bạn hãy nghe thầy những đức giảng đi, sẽ có cách hóa giải nha. Đó, theo dẫn dắt người ta thấy chưa? Dẫn dắt người ta để vô cái trang mình nghe pháp. Nó một cái quạt thôi cũng có phương hướng rõ ràng chưa? Còn bên đây thì phụng dưỡng cha mẹ là vạn may tối thượng nhất. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật nở hoa. Những đức chia sẻ thật lòng với các Phật tử, những gì quý vị làm cho cha mẹ hôm nay như thế nào thì ngày mai còn chúng ta sẽ làm lại cho chính chúng ta như thế đây. Quý vị Phật tử nên biết phúc duyên lớn nhất là từ phụng dưỡng cha mẹ thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời này, cũng chính từ phúc duyên đó. Đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Bao nhiêu lời chúc tụng tốt không thể nào đến với người con bất hiếu. Đoạn văn ngắn thôi mà cực kỳ xác thực quý vị, nhắc nhở chúng ta câu quan trọng nhất là gì? Những gì chúng ta làm cho mọi người và cho cha mẹ ngày hôm nay, đó là nhân mà bạn sẽ thành quả như cái nhân bạn đã tạo. Rất quan trọng quý vị. Nên mỗi một người nghe Phật pháp, niệm niệm gì người nghĩ lợi ích chúng sanh, từ một cái quạt cúng truyền pháp môn tịnh độ, dùng đa dạng phương tiện để truyền tịnh độ. Trong cái tấm lịch những đức thôi, quý vị hãy coi kỹ những câu trong đó đi, toàn là những câu cực kỳ xác thực. Khi coi đến cũng được nhắc nhở Phật pháp. Quý vị có dùng đa dạng phương tiện để truyền Phật pháp rồi, nên mỗi một con người nên nhận thức cho thật là sâu sắc. Còn một câu hay nè quý vị, làm cách nào để được an tâm? Làm cách nào để được an tâm? Niệm niệm vì người không lo được mắt thì được an tâm. Những câu cực kỳ hay. Làm cách nào để được an tâm? Niệm niệm vì người đừng lo được mắt thì được an tâm. 100% với quý vị. Nếu như quý vị làm việc gì chúng sanh mà sợ họ gạt quý vị, sợ họ thủ đoạn với quý vị, sợ họ lừa quý vị, sợ họ chiếm tài sản quý vị, sợ họ có cách này cái kia lật đổ quý vị, tức khắc quý vị sẽ bất an. Nếu thật sự là tin sâu nhân quả, bạn nhiệt tình thì chúng sanh, bạn không cần nghĩ gì hết, hãy nhiệt tình đi. Dù ngày mai bạn đi ra đây đường ăn xin cũng được. Tại vì sao? Bạn tin nhân quả. Nếu bạn đi đến cái trình độ đó 100%, không bao giờ có chuyện bất an. Không bao giờ có cái bất an. Đức Phật là thầy của ba cõi,
làm gì lời dạy Đức Phật mà sai. Phật dạy càng bố thí thì càng nhiều, thí pháp thì thông minh trí tuệ, ăn chay phóng sanh, sức khỏe tuổi thọ kéo dài, gieo nhân gặt quả. Phật dạy không bao giờ sai, chắc chắn với quý vị. Nên từ nơi đó mỗi người chúng ta thật sự hãy tin nhân quả đi. Mình là những con người xa lạ, không phải bà con thân bằng quyến thuộc nè. Nhiều đời nhiều kiếp là duyên đó, nhưng chúng ta hãy nói đời này đi. Như vậy mà chúng ta còn phát tâm thương nhau và thương các cụ nè. Không chi là những người trẻ tuổi ở đây mà nhiệt tình vì người ta mà làm phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Quý vị yên tâm đi, cha mẹ người thân quý vị đã có an bài hết rồi. Tại vì duyên họ chưa đủ tiếp nhận Phật pháp. Bây giờ bạn nghe như vậy, bạn chạy về để đem Phật pháp giới thiệu cho cha mẹ quý vị, coi chừng quý vị không độ được mà bị họ độ ngược quý vị. Nhiều người đã bị cái bệnh này đó quý vị. Nên khi mà giảng mở rộng ra, mà khi phụng dưỡng cha mẹ, nhiều người tu không hiểu chạy về phụng dưỡng, không phụng dưỡng được mà đi cưới vợ. Cưới vợ về cuối cùng nghe lời vợ chữ cha mẹ, nguy hiểm chưa? Nên quý vị hãy chân thật phục vụ chúng sanh đi. Người ngoài đời thì chân thật làm cái việc của ngoài đời, người trong đạo chân thật làm cái việc của trong đạo. Yên tâm ở trong chùa tu đi mới độ được chúng sanh. Chạy về nhà không có độ được ai đâu. Khi người ta đến một ngày nào người ta khổ, người ta sẽ tìm mình. Còn người ta chưa khổ, người ta chưa tìm mình đâu. Người ta thường nói cái câu khổ đau mới ôm chân Phật. Người ta chưa tìm mình vì người ta chưa đến nỗi khổ. Chúng ta hãy lo tu ở trong chùa cho tốt, nhiệt tình và phục vụ chúng sanh đi. Chúng ta là phàm phu mà còn thương người ta như vậy, không lẽ Phật Bồ Tát bỏ cha mẹ mình sao? Không có lý này. Nhưng vì duyên chưa đến, nên quý vị hãy tùy duyên. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thiết này nói rằng vui khổ của chúng sanh đều là do nhân duyên, tự làm tự chịu. Nên học Phật thật sự hiểu biết thì tốt hết. Vui khổ gì cũng tốt. Vui thì bạn hưởng cái vui, bạn sạch cái phước báo của chờ người. Khổ, khổ đau thì bạn chịu trả ở cõi này, bạn tránh được tam đồ ác đạo. Nên vui khổ đều tốt hết, 100%. Chúng ta càng học Phật càng sanh tâm giác ngộ đi quý vị. Nếu như quý vị gặp một người nào mà thường cứ lo âu, cứ bất an, cứ gào trước đón sau, thì bạn hiểu rồi. Nguyên lý của học đạo đó bạn đã hiểu rồi. Những đức nói rằng đời mình cứ lo cho thật tốt đi, đời thứ hai có phước phần của đời thứ hai. Không có ai mà đặt để ai mà được đâu quý vị à. Phước phần nó đặt để cho quý vị, chứ không phải là quý vị đặt để mà thành công đâu. Giống như bây giờ chùa ngoài kia không phải, nhưng Đức đặt trách cho một chú, tin chú chung cho ổng ra ngoài đó, ổng coi chúng ngoài đó. Những đứa có bao giờ ngồi nói chuyện với ổng gì đâu. Nhưng mà tự nhiên vừa nghĩ cái chuyện đặt để người nào ra ngoài đó, thì tự nhiên lại nghĩ đến tên ông này. Mình nói vậy ông này cũng có duyên này, vậy thì theo cái duyên đó mà làm. Chứ nếu như những đứa thân với ai mà đưa người đó ra là dụng tình hành xử, thất bại. Còn này là duyên thì người ta sẽ chân thật mà làm. Cái quan trọng là thành công. Ai làm được thành công thì ủng hộ hết mình, chân thật mà sống vậy đi đó. Nên cái bài chia sẻ Phật pháp hôm nay nó có nhiều cái rất đặc biệt đó quý vị. Nhớ nghe, kính trọng Phật Bồ Tát bằng cách nào? Thương chúng sanh, tha thứ cho chúng sanh, cho chúng sanh cơ hội. Đó là thật sự kính trọng Phật Bồ Tát. Quý vị nhớ, Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Mình thương chúng sanh, mình thương mọi người, mình tha thứ cho mọi người, đó là kính trọng Phật Bồ Tát. Nghĩa là Phật Bồ Tát dùng đa dạng phương tiện để giúp chúng sanh hướng đến Phật pháp. Mà cái phương tiện đặc biệt nhất, đặc thù nhất mà Phật Bồ Tát áp dụng là bố thí. Vì sao?
Vì chúng ta thiếu thốn, nên chúng ta rất cần được người ta tặng cho mình, cho mình cái này cái kia. Và thêm cái nữa, Phật Bồ Tát nhìn ra chúng sanh là do lòng tham nặng quá, nên Phật Bồ Tát dựa vào cái bố thí để độ sanh. Nên cái người mà muốn giúp chúng sanh đó, là phải có tâm lượng rộng rãi bố thí mới độ sanh được. Giống như cái phước duyên của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngày tu mà có hiện đời, từ ngay cái tâm tài thí pháp thí, vô ý thí chân thật là mà độ sanh. Nếu như một con người độ sanh mà tâm tính keo kiệt, không bao giờ có độ sanh được. Có nghĩa là quý vị đến với chúng sanh muốn giúp họ, đến với người thân của quý vị muốn giúp họ, là quý vị phải rộng rãi hơn họ. Nếu không rộng rãi hơn họ là không bao giờ họ nghe mình dạy đâu. Thí dụ như mình ở một ngôi tam bảo mà lo lắng cho mình cuộc sống ổn định đầy đủ, mình yên tu, thì mình dễ độ người thân. Nếu như mình được vô chùa tu rồi mà mình còn xin tiền gia đình, mình xin cuộc sống của họ, thì mình sẽ không bao giờ độ được họ. Vì sao? Vì bản thân của họ nghĩ rằng đi tu còn cần cuộc sống quá nhiều, nên người thân trong gia đình mình đi tu là cứ xin tiền nhà hoài. Vậy thì làm sao ta dám phát tâm đi vô chùa tu? Phải chuẩn bị một số tiền mới có thể đi vào chùa tu được. Nên mình vào một ngôi tam bảo mà ta lo lắng cho mình cuộc sống ổn định hết, đầy đủ hết, là mình tiện tu mà mình cũng dễ độ người thân. Nếu như mà mình cái gì cũng thiếu thốn, khó độ chúng sanh lắm. Nên thương chúng sanh, nghĩ về chúng sanh, lợi ích cho họ là thật sự kính trọng Phật Bồ Tát. Vì coi chúng ta vô lượng kiếp, mình có tạo tội nghiệp gì đi chăng, nhưng cái nhân duyên đến lúc mình gặp Phật Pháp là Phật Bồ Tát cho mình cơ hội, đều cho mình cơ hội. Nên mới nói rằng là Phật Bồ Tát độ sanh vô lượng kiếp, phàm phu thì gấp gáp muốn độ một đời khó lắm. Vì sao nói Phật Bồ Tát độ vô lượng kiếp? Vì các ngài rất kiên nhẫn. Dù chúng sanh có tạo tội nghiệp gì, nhưng chỉ cần quay đầu là các ngài cho cơ hội. Quay đầu là cho cơ hội. Đến chân thật đến dẫn đi một chút. Khi nó vũ tay ra thì các ngài trở về cái vị trí của các ngài. Khi nhân duyên đến thì các ngài lại đến dẫn thêm chút nữa. Vì mà dẫn vô lượng kiếp, dẫn đến khi nó về tới thế giới cực lạc thôi. Nên cái sự kiên nhẫn của Phật Bồ Tát độ sanh vô lượng kiếp đều mang tâm tha thứ hết, thương yêu tha thứ. Nên phàm phu như mình phát tâm tu, bản thân chúng ta là phàm phu nè, mà bây giờ còn niệm niệm nghĩ gì chúng sanh cho họ được vui kìa. Có nhiều người gặp những đức hỏi: thầy ơi, nhiều người vô chùa tu ngoài đời họ cũng đâu có tu bao nhiêu mới vô chùa, thầy lo cho họ đầy đủ quá, họ đâu có đủ phước được hưởng đâu thầy. Những đức nói rằng phải cho họ có phước thì họ mới tu, họ tu rồi họ mới có phước. Còn mình chưa cho họ gì chứ họ không tu, không tu chừng nào họ có phước. Họ đến chùa thấy phong phú đầy đủ quá họ mới tu, họ nhìn thấy Phật Pháp đặc biệt quá họ mới tiếp nhận. Nếu như đi đến chùa thấy ông thầy và sư cô nào cũng than thở, mặt mày héo queo nhìn như con mèo, nó thôi, ngoài đời tôi thấy còn vui hơn, vô chùa thấy ông nào ông nấy, bà nào bà nấy khổ quá trời luôn, than thở, thôi không đi tu. Đó,
Quý vị coi có nhiều ngôi chùa, khi người ta vừa đến chùa thôi là dẫn đi một vòng. Đi đâu? Đây chuẩn bị làm tượng Quan Âm, đây chuẩn bị làm cái nhà, ở đây chuẩn bị làm cái này, chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái này. Là cái gì à? Cúng dường. Thì người ta đến lần một người ta chạy mất dép luôn, ai mà đến nữa. Còn người ta đi đến chùa mình không đòi hỏi người ta cái gì? Trước nhất là có hộp sữa. Rõ ràng không? Đó, hộp sữa. Hôm nay tặng cho chúng thường trụ một cái quạt. Cái quạt này như Đức cười vui lắm nghe các cụ. Nghĩa là trong hình hồi xưa giờ là hình này là như Đức chụp cười vui nhiều nhất luôn. Mà như Đức nói là tặng cho Phật tử món quà tiêu trừ quán khí. Quý vị nhớ, bất cứ một những Đức tặng một cái gì cho chúng cư sĩ bên ngoài thì những Đức đều tặng cho thường trụ trước nhất. Đây cũng là bài học giáo dục đó quý vị. Đa phần con người ta ưa bị cái bệnh là khách quan trọng hơn. Sai hoàn toàn. Ngày xưa những Đức còn nhỏ, nhìn thấy ba những Đức nhà nghèo, ít có bao giờ có đồ ăn ngon. Mỗi lần bạn bè lâu năm của ba những Đức lâu lâu đến lần, nhà có vài con gà, kêu bằng con gà đãi khách. Ông hoàn toàn, ông đem thịt thà của con gà đem ra cho khách ăn hết. Còn mẹ những Đức và những Đức đều ngồi phía sau quọt quẹt ăn. Khi ăn xong rồi, họ ăn hết rồi, da, xương họ để lại, hoặc là họ cắn còn dư miếng thịt, thì ông kêu dọn vô ăn đi. Từ đó về sau, bản thân những Đức còn nhỏ đã từng nói với chính mình, nếu sau này những Đức không đi tu mà có gia đình, dù những Đức có ngồi ăn nhậu với bạn bè cũng là cho vợ ngồi chung. Hoặc là cho vợ cho con ngồi cái bàn kế bên đó được ăn. Vì họ có được cái quyền hưởng như vậy. Họ là người bên cạnh mình mà không được gì. Như vậy thì làm gì chúng ta có cái tâm chân thật đối với bạn bè, đối với người thân mình mà còn chưa được gì thì làm sao người thân mình tôn trọng mình mà tôn trọng bạn mình. Bạn chơi với một người bạn như vậy là không có gì đặc biệt cả. Người này chỉ biết bạn từ xa để lấy lòng, còn đối với người bên cạnh, người thân thiết thì xem thường. Hành động sống của bạn như vậy thì không bao giờ nhân duyên của bạn đặc biệt đâu. Đa phần con người ta bị cái bệnh là gì? Đã là của tôi rồi thì không sợ mắc. Bậy, bạn sai hoàn toàn. Bạn xài đến một ngày bạn hết phước, tự sẽ mắc. Nếu như bạn biết tôn trọng, biết quý mến người ta bên cạnh bạn thì bạn thật sự mới biết thương người xa lạ. Mà người xa lạ càng thương bạn hơn, càng kính trọng bạn hơn. Nên những Đức chia sẻ Phật pháp rất thật, rất nhiệt tình. Những Đức nói rằng, những Đức mua bánh cho các cụ thường trụ ăn là loại một, cho Phật tử ăn là loại hai. Nói mạnh dạn một câu như vậy. Trong khi những Đức hoàn toàn mua bánh giống hệt, nhưng mà nói với các cụ, những Đức lại nói là cho các cụ ăn loại một, các Phật tử ăn loại hai. Trong khi những Đức mua bánh hoàn toàn giống hệt, để làm chi? Để nâng người ở với mình lên, họ được cảm giác rằng thầy thương mình nhiều hơn người ta. Thấy không? Đây là bài học giáo dục cực kỳ sâu sắc. Còn nếu như cái gì cũng để cho người ta đặc biệt hơn thì họ ở bên cạnh mình, cùng kham cùng khổ với mình, cùng gây dựng thành công với mình, họ sẽ như thế nào? Cảm giác ai cũng là phàm phu mà. Tại sao chúng ta không nghĩ cho tính tình của phàm phu? Thí dụ như bản thân những Đức thấy quý vị ăn ngon, thấy quý vị mặc đẹp, những Đức sẽ rất mừng. Người làm cha làm mẹ, quý vị để ý, Tết nhất, nghèo có thể bận một bộ đồ cũ kỹ, nhưng có thể kiếm tiền cực khổ để may cho con một bộ đồ. Cha mẹ có thể chạy chiếc xe đạp cũ, nhưng mua cho con một chiếc xe Honda.
Con leo lên chiếc xe Honda chạy, cha mẹ cứ nhìn theo đứa con, cảm thấy trong lòng vui khi mình được có một đứa con, mà con của mình nó được hơn mình, nó đầy đủ hơn mình. Thiệt là trong lòng cảm thấy mình cực cũng không có cực. Có nhiều người chạy xe xích lô, chạy giác bao, ho, ọc máu. Mình nhớ lại cái chuyện phải cố gắng để có tiền, để vợ con mình có được cái nhà, có được cái của đó, hoặc là gỡ tiền cho con để con học tương lai. Con tôi sẽ làm bác sĩ, con tôi sẽ làm ông này bà nọ. Tương lai tôi bây giờ nghèo, nhưng con tôi tương lai là ông này bà nọ. Tôi là cha của con ông này bà nọ. Tự nhiên cực, giác bao, ọc máu, nhưng mà vì cái tâm quyết đó mà cố gắng, cố gắng. Vì coi phàm phu thôi, mà còn vì con, vì mọi người như vậy. Đối với Phật Bồ Tát hoàn toàn vô cầu. Phật Bồ Tát không cầu cái gì cho các ngài cả, mà chỉ mong chúng sanh được lợi ích. Chỉ cần quý vị thật sự vì chúng sanh, niệm niệm vì họ, cho họ đẹp một chút đi, cho họ ngon một chút đi, cho họ vui một chút đi, thật sự là kính trọng Phật Bồ Tát. Thật sự kính trọng Phật Bồ Tát. Nếu nguyên lý học đạo này bạn không hiểu, hoàn toàn tình chấp của bạn hoàn toàn sai pháp. Tình chấp bạn hoàn toàn sai pháp, đó là chấp nặng trong pháp. Chết gọi là pháp chết. Không có dùng pháp sống động. Để biết vì sao giáo pháp của Phật mà lưu truyền tới giờ không? Là vì sống động mà truyền tới bây giờ đó. Chứ nếu như cái giáo pháp Đức Phật ở bên Ấn Độ mà duy trì như vậy thì không truyền đến quốc gia nào hết. Không truyền đến quốc gia nào hết. Nếu như bạn học Phật mà hoàn toàn dùng pháp chết thì bạn không bao giờ độ sanh được. 100% bạn không độ sanh được. Phật pháp nó cực kỳ sống động luôn thì mới độ sanh được đó. Nên quý vị nghe những điều này, quý vị tự mở rộng ra. Nên tại sao niệm niệm có những đức nghĩ gì chúng sanh, những đức làm một cái việc gì những đức cũng nghĩ gì họ. Một cái quạt những đức làm mà những đức cũng ngồi tính toán suy nghĩ. Nói tặng cho họ một món quà tiêu trừ quán khí. Tại sao? Quý vị khi nặng nề phiền não là nóng bức đúng không? Thì cầm cái quạt của những đức tặng lên, những đức cười hả hê. Vì nhìn cái cười gì? Món quà này đặc biệt lắm. Tại vì đây là những tấm hình những đức chụp mà vui nhất từ đó tới giờ. Hồi đó giờ những đức chưa giờ chụp hình mà cười đến mức gì. Cười ít, nhưng mà hai tấm hình này là chụp cười nhiều nhất. Tại vì sao? Năm nay là cái năm Tết khổ, năm nay là cái năm Tết chúng sanh buồn, nên đặt mấy chục ngàn cái quạt để tặng cho họ. Mỗi lần quý vị buồn những đức cười quý vị. Những đức nói rằng quý vị buồn chi ạ? Khổ gì khổ, có nụ cười vẫn có ngày mai. Quý vị mà không cười thì quý vị không bao giờ có tương lai. Đúng không? Mình cười để viên họ cười đi. Nên cái câu đầu tiên những đức nói này: quý vị đang vui cũng niệm A Di Đà Phật, quý vị đang buồn cũng niệm A Di Đà Phật. Cái vui và cái buồn thì chạy đâu thoát. Con người không vui thì buồn, mà không buồn thì vui. Nên hai câu này đều áp dụng vào chúng sanh. Vui buồn chắc chắn quý vị sẽ dính. Nên những đức nói tặng món quà mà tiêu trừ quán khí quá đúng luôn. Bây giờ nhiều người nghe những đức giảng mà lại có hình thầy trong đấy. Mỗi lần cầm cái quạt lên bực bội chữ chồng chữ con, hay là bực bội gì làm ăn bị thất thoát cái gì, hoặc là đang bị giật nợ cái gì, hay là tính cái chuyện làm ăn được rồi mà giờ cuối cùng bể cái quạt, bực bội cầm cái quạt lên à. Đó, tiêu trừ quán khí. Quán là sự phiền não nặng nề, không vừa lòng không vừa ý, quán hẳn cái tâm đó. Nên nó làm cho dẹp mắt đi chánh khí chờ đất, mà thành quán khí.
cầm cái quạt, quạt mát mẻ một cái sanh tâm nhớ niệm A với Đà Phật thì trở lại chánh khí. Nên hồi chiều những đức có chia sẻ bài Phật pháp, có người hỏi: dạ thưa thầy, mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, như vậy ngày mai đưa ông Táo về chờ phải cúng làm sao? Những đức nói rằng ông Táo thì cũng là thằng Táo Quân trong lục đạo luân hồi. Như vậy thì chúng sanh trong lục đạo luân hồi đều là ở dưới cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày tán thán Phật A Di Đà, ngài nói rằng: giả sử Như Lai ưng sức thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Như vậy thì Thế Tôn đến thế gian này vì bổn nguyện Di Đà. Vậy thì ngay cái ngày đưa tiễn ông Táo về chờ, mà đưa ổng bay nhanh nhất bằng cách nào? Niệm Phật để đưa ông đi. Và thằng Táo Quân cũng cần phải giác ngộ để niệm Phật để sanh cực lạc. Vì chu kỳ của thời gian, thằng Táo Quân có thời gian để làm Táo, Táo Thằng. Nếu như tiếp tục mà không tu nữa thì hạ cấp, chứ đâu phải tồn tại hoài đâu. Nên thằng Táo Quân cũng phải cần niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên cúng thằng Táo Quân chè xôi, hoa quả, ba cây nhang, rồi niệm Phật chút đi, rồi để đưa tiễn thằng Táo Quân bay nhanh nhanh về cực lạc, không có bị chướng ngại. Khi thằng Táo Quân tâm trạng nhẹ nhàng thì đạo lực thần thông cũng phát diệt. Khi bay thì gặp gió bão cũng không bị trở ngại gì. Chắc chắn quý vị, cái gia đình mà ăn thịt uống rượu sát sanh là cái gia đình đó thằng Táo Quân bay chậm. Còn cái nhà bếp nào ăn chay, nấu đồ chay, gia đình nào niệm Phật là thằng Táo Quân bay nhanh. Bảo đảm quý vị, gia đình nào ăn chay nấu đồ chay, gương mặt của thằng Táo Quân không đến nỗi đen. Vì sao chúng ta mạnh dạn nói chỗ này? Quý vị thắp nhang, quý vị để ý đi, khói nhang nhẹ thì bay lên, mà tàn nhang nặng thì gớt xuống. Sát sanh hại vật là nặng nề, gớt xuống. Còn chai lạc là nhẹ nhàng, niệm Phật là giải thoát, nên bay lên. Từ nơi đó thì chắc chắn rằng thằng Táo Quân mà ở nhà nào ăn chay niệm Phật thì phước phần của thằng Táo Quân này cũng cực kỳ lớn. Vậy thì đưa ông Táo về chờ, chè xôi cúng chai lạc, niệm Phật đưa tiễn thằng Táo Quân. Đặc biệt ngày xưa chúng ta chưa biết niệm Phật thì lỡ bằng thờ ông bà thì cầu với ông bà, cúng thằng Táo Quân thì cầu với thằng Táo Quân, cúng thằng thì cầu thằng, cúng thánh thì cầu thánh, cúng Phật thì cầu Phật, cúng chờ thì cầu chờ, cúng chỗ nào cầu chỗ nấy. Còn bây giờ chúng ta là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, chúng ta chỉ có một cái cầu, đó là cầu sanh cực lạc. Vì nhớ, chỉ có một cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, nhưng thật sự nó sẽ thành đạt tất cả những việc gì quý vị trong cuộc đời muốn làm. Vì cái tâm cầu sanh cực lạc nên cái hành động của quý vị thiện. Tại vì quý vị nghĩ mình là tương lai người ở thế giới cực lạc thì tức khắc quý vị sẽ thường nghĩ thiện pháp, nên tất cả những việc quý vị làm thiện pháp sẽ thành công. Những đức nghĩ rằng chủ nhật tuần này chắc cực kỳ đông, chắc đông lắm. Trong lòng mình mong rằng ai về cũng có phần gạo. Bây giờ số lượng lên khoảng 80 tấn gạo mà không biết đủ hay không. 80 tấn là nhiều lắm nha quý vị, nhiều gạo lắm á. Số lượng người sẽ rất đông quý vị à. Có nhiều người hỏi: ủa năm nay sao thầy tặng gạo dữ vậy thầy? Những đức nói năm nay cần có gạo, mong cái lộc của nhà chùa
chúng sanh người ta ăn, người ta nhớ đến chùa để ta tiếp nhận Phật Pháp. Chỉ có Phật Pháp mới giúp chúng ta thoát khổ thôi. Nên tặng gạo, mở tâm lượng ra quý vị. Hôm nay chúng ta học tập đến đây thôi quý vị. Quyết tâm đời này phải về cực lạc nghe. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.